bộ mặt nghi can thảm sát bốn bà cháu qua lời hàng xóm. Tối 25 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn gây ra vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ngày 24 tháng 9 vừa qua. Đối tượng truy tìm là Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trương Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đặc điểm nhận dạng: khuôn mặt chữ nhật, tầm cao khoảng 1m8, sống mũi lõm, dái tai trúc, nếp tai dưới cụt, dấu vết riêng gồm có sẹo chấm cách 4cm sau mép trái. Ngày 25 tháng 9, sau khi có thông tin nghi vấn, cơ quan công an đã khoanh vùng tìm ra đối tượng tình nghi trong vụ án mạng chấn động Quảng Ninh. Phóng viên tìm đến khu dân cư nơi Doãn Trung Dũng sinh sống thì được nhiều người dân nói thông vành vách về những thành tích bất hảo của Dũng khi sinh sống ở tổ 7, khu 1, phường Trương Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ông C, 60 tuổi, người cùng khu phố cho biết, sau một ngày xảy ra vụ án mạng khiến bốn bà cháu chết thảm ở phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, sáng sớm 25 tháng 9, ông đi biển về đến bến thuyền đầu khu dân cư thì thấy Dũng chỉ mặc độc một chiếc quần chip, lóp ngóp bò từ bờ sông lên rồi vội vàng chuồn về nhà. Anh T, người sống gần nhà Dũng nhận định, rất có thể chiều 24 tháng 9, khi lực lượng cảnh sát hình sự bất ngờ đến nhà truy tìm, thì Dũng thấy động đã tháo chạy thoát thân ra ngoài khu vực rừng ngập mặn, ven sông, nên sáng sớm 25 tháng 9 hắn mới dám mò về nhà. Nói về tính cách của Dũng, anh T cho biết xuất thân là người quê huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Dũng ra Quảng Ninh làm ăn rồi cưới vợ, sinh con. Bố mẹ vợ cho mảnh đất làm căn nhà cấp 4 sinh sống, lập nghiệp ở đó. Tuy nhiên, Dũng đã phải hai lần ra tù vào tội. Cách đây 5 năm, sau khi thụ án về tội buôn bán trái phép ma túy, Dũng trở về nhà sinh sống, đóng than tổ ong bán kiếm lời. Tuy nhiên, hắn không những không hạ mình cải tà quy chính, mà còn lấy thành tích bất hảo đó làm người có số có má trong khu dân cư, nên nhiều người ngán ngẩm, không ai muốn giày vào hắn. Một người dân cho biết, cả xóm này không ai ưa gì nó. Có lần anh Tê đã định tần cho hắn một trận vì hắn rủ rê đám thanh niên trong khu phố, trong đó có cháu anh Tê bài bạc. Dũng vác kiếm đuổi đánh anh Tê, sau đó Dũng phải ra tận nhà xin lỗi. Từ đó Dũng kiềng mặt anh Tê. Vợ Doãn Trung Dũng là cháu gọi bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1954, nạn nhân trong vụ sát hại là dì ruột, nên việc hắn ra tay sát hại chính những người họ hàng của vợ đang là dấu hỏi lớn về nguyên nhân vụ việc tày trời này. Người dân khu vực cho biết, khu phố hầu hết là họ hàng bên ngoại của bà Hát, nên ngày 25 tháng 9, gần như cả khu phố mọi người tập trung sang nhà nạn nhân lo tang lễ, chia buồn với gia đình nạn nhân, riêng chỉ có Dũng là trốn biệt tăm. Cho đến lúc này, mọi người dân ở tổ 1, khu Hợp Thành, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vẫn không khỏi bàng hoàng về vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 24 tháng 9 tại gia đình chị Vũ Thị Thanh, sinh năm 1983, khiến bốn bà cháu trong gia đình tử vong tại chỗ. Theo lời kể của chị Thanh, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày khi đi làm ca 3 tại cây xăng Phương Nam, cách nhà khoảng 700 mét trở về thì thấy cổng và cửa nhà mở toang, chị gọi mẹ và các con nhưng không ai trả lời. Khi vào khu vực nhà bếp, chị phát hiện mẹ mình là bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1955, con gái là cháu Phạm Thu Hà, sinh năm 2008, cháu ruột Vũ Khánh Huyền, sinh năm 2013, con gái của chị gái, nằm chết ở đây. Hốt hoảng chạy ra tầng 2, chị Thanh phát hiện con trai là cháu Phạm Đình Hưng, sinh năm 2007, cũng đã tử vong trên giường. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khiến chị chỉ kịp gọi điện thoại cho người thân, u ớ kêu la và sau đó ngất lịm. Chưa hết nỗi kinh hãi, bà Nguyễn Thị Minh, hàng xóm cho biết, vào khoảng thời gian trên, bà đang làm ở nhà thì thấy tiếng kêu cứu ở gia đình chị Thanh. Sang đến nơi, bà Minh thấy cảnh tượng thật kinh hoàng, bà cháu ngoại và bà Hát nằm chết tại khu vực bếp, xung quanh có nhiều máu. Còn phía trên tầng 2, cháu Hưng đã tử vong, lúc này chị Thanh ngất lịm, đang được mọi người đưa đi chăm sóc. Ngồi nghĩ lại sự việc, ông Vũ Văn Hùng, chồng bà Hát kể, ông ở với người con trai Vũ Văn Cường, cách nhà chị Thanh khoảng 300m, thỉnh thoảng mới vào nhà con gái, còn bà Hát ở nhà chị Thanh để trông các cháu cho chị đi làm. Khi tôi đang làm bảo vệ ở chợ thì nhận được tin báo của gia đình về nhà ngay có việc gấp. Về đến nhà, tôi đã thấy có nhiều người tập trung trước cổng. Sau đó tôi mới biết vợ và ba đứa cháu ngoại của tôi đã bị giết hại. Ông Hùng đau xót. Theo tìm hiểu của phóng viên, hôm xảy ra vụ thảm sát đau lòng này là ngày chị Thanh đi làm ca đêm. Cũng tại đêm hôm đó, khoảng 2 giờ 45, rạng sáng ngày 24 tháng 9, camera an ninh tại cây xăng Phương Nam đã ghi lại được hình ảnh hai thanh niên bịt khẩu trang, trùm áo kín đầu đi xe máy tới. Một người ngồi trên xe máy đợi ở ngoài, người còn lại lợi dụng lúc chị Thanh bơm xăng cho khách đã đi về phía xe máy của chị dựng trước cửa văn phòng định phá khóa, trộm xe nhưng không thành nên vội ra xe bỏ đi cùng đồng bọn. Người dân sinh sống gần nhà chị Thanh kể, trước khi xảy ra vụ thảm sát một ngày, mọi người nhìn thấy có hai thanh niên lạ mặt đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, hỏi đường đến nhà chị, sau đó bỏ đi vội vã. Và hai thanh niên này có vóc dáng giống với hai thanh niên phá khóa trộm xe máy của chị vào buổi sáng xảy ra vụ án đau lòng. Những ngày qua, cả gia đình ông Hùng như sống trong tuyệt vọng khi người vợ hiền và ba đứa cháu ngoại của ông bỗng trở thành nạn nhân xấu số bị giết hại dã man.
Trên gương mặt gầy sọp và đôi mắt thâm quầng của người cha già đã không còn nước mắt để khóc. Gia đình tôi mất hết rồi, chẳng còn gì cả. Tôi biết sống sao đây khi vợ và các cháu tôi bị hãm hại. Tại sao tai họa lại ập xuống gia đình tôi thế này? Khổ thân các cháu của tôi. Ông Hùng nức nở, nhìn về phía bốn di quan đặt nằm cạnh nhau. Với khói hương nghi ngút, ông Hùng kể, chị Thanh là con út trong gia đình có ba chị em. Hằng ngày, anh Phạm Văn Hòe, chồng chị Thanh, công nhân mỏ công ty than Uông Bí, đi làm, còn chị Thanh ở nhà làm nhiều nghề khác nhau. Năm 2007 và 2008, hai người con của chị chào đời là cháu Phạm Đình Hưng, Phạm Thu Hà. Từ khi có con, vợ chồng chị càng tích cực lao động để các con sau này không phải sống cực khổ. Thương con rể ở xa, vợ chồng ông Hùng dành một phần đất của gia đình cho vợ chồng chị Thanh. Với sự chịu thương, chịu khó, tích cực lao động và được sự tín nhiệm cả đồng nghiệp cơ quan, sau nhiều năm công tác, anh Hòe được cất nhắc làm phó quản đốc phân xưởng. Tưởng chừng từ đây, hai vợ chồng sẽ được hưởng hạnh phúc ấm êm. Tuy nhiên, tháng 10 năm 2015, trên đường đi làm, anh Hòe gặp nạn và tử vong. Đến hôm nay, khi mẹ vợ cùng hai con và cháu của anh bị sát hại, anh vẫn chưa đến ngày giỗ đầu. Bà Trần Thị Tình, cô chồng của chị Thanh cho biết, gia đình anh Hòe có 5 anh chị em, trong đó anh Hòe là con thứ tư. Sau khi học xong, do hoàn cảnh khó khăn, anh sang Quảng Ninh làm công nhân mỏ than Uông Bí. Sau nhiều năm tích góp, năm 2013, vợ chồng anh gom góp và vay mượn thêm để xây ngôi nhà 2 tầng hiện nay. Khổ thân gia đình cháu Thanh, năm ngoái chồng mất chưa đến ngày giỗ đầu, bố chồng mới mất mới được 100 ngày, giờ hai con mất, mẹ chết, không biết nó sẽ sống ra sao đây, bà Tình ngậm ngùi. Nói về cháu Vũ Khánh Huyền, sinh năm 2013, ông Hùng kể, cháu Huyền là con gái duy nhất của chị Vũ Thị Oanh, con gái lớn của ông. Sau khi xây dựng gia đình, do không hợp nhau, hai vợ chồng chị đã ly hôn. Sau đó chị Oanh gửi cháu Huyền nhờ vợ chồng ông Hùng nuôi hộ để sang Trung Quốc làm ăn. Bây giờ cháu Huyền bị sát hại, khiến ông cảm thấy đau lòng. Trong tang lễ bốn nạn nhân xấu số, ngoài những người thân, họ hàng, còn có hàng trăm người không có quan hệ ruột thịt. Có lẽ sự việc sát hại bốn bà cháu trong gia đình chị Thanh không chỉ làm rúng động vùng đất mỏ Quảng Ninh mà còn khiến cho nhiều người căm phẫn khi hung thủ đã ác tâm xuống tay sát hại. Rồi đây, hung thủ sẽ được bắt giữ và chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật, nhưng nỗi đau của người còn lại biết khi nào nguôi ngoai. Từ quốc lộ 18, men theo con đường bê tông khoảng 200m là đến nhà của Doãn Trung Dũng, 45 tuổi, trú phường Trương Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nghi phạm chính trong vụ thảm sát bốn bà cháu ở Quảng Ninh. Căn nhà cấp 4 của hai vợ chồng Dũng nằm ven sông Uông, sát cánh rừng ngập mặn, rậm rạp cây sú vẹt. Mảnh đất dựng căn nhà này vốn là của gia đình bên vợ cho hai vợ chồng Dũng ngày mới lấy nhau. Chị Đỗ Thị Hoa, vợ Dũng, được cơ quan điều tra mời lên làm việc, nên trong nhà chỉ có bà Bùi Thị Nghĩa, mẹ ruột Dũng và cháu nội. Ngồi trên chiếc ghế gỗ dựng bên hông nhà, bà Nghĩa nghẹn ngào chia sẻ về người con trai mang lệnh truy nã đặc biệt. Người phụ nữ lớn tuổi kể lại, trước kia bà là giáo viên cấp 2, bố ruột của Dũng là hiệu trưởng một trường học ở Hải Phòng. Ông bà chia tay nhau khi Dũng mới 7 tháng tuổi, bé trai sống với bố. Bà đi bước nữa với một người thợ sửa xe máy và có thêm một con trai. Người chồng sau hiện đã mất, em trai Dũng đang ngồi tù vì vận chuyển ma túy. Bà Nghĩa lấy tay quệt nước mắt, cố ngăn tiếng nức nghẹn ngào. Tôi đẻ được hai đứa con trai thì cả hai đều tù tội. Người ta được chọn vợ chọn chồng chứ không ai chọn được con. Cả đời tôi dạy không biết bao nhiêu học sinh trưởng thành mà con mình lại không dạy được. Tôi cũng không hiểu ra làm sao nữa. Mẹ nghi phạm chia sẻ thêm, khi còn nhỏ Dũng đã hư, thường chơi bời đánh nhau rồi đi tù 7 năm vì tội ma túy. Sau khi mãn hạn tù, anh ta về làm thuê ở khu vực phường Trưng Vương. Một thời gian sau, Dũng gặp và kết hôn với chị Hoa rồi về ở rể. Chị Hoa sinh được hai người con trai, 16 tuổi và 5 tuổi. Năm 2003, khi con trai đầu được 3 tuổi, Dũng một lần nữa vào tù vì tội ma túy và ra tù vào năm 2011. Sau 8 năm ngồi tù, Dũng trở về địa phương làm nghề đóng than tổ ong. Tuy nhiên do không chịu được sự vất vả, một năm sau anh ta bỏ nghề và thất nghiệp cho đến nay. Ngoài việc đưa đón vợ đi làm tại một công ty dây điện cách nhà khoảng 6 km, Dũng lang thang không làm gì. Nghi phạm thường tụ tập thanh niên địa phương đến nhà mình đánh bạc. Một người nhà của nghi can chia sẻ, anh ta thường tụ tập họ đến nhà đánh bạc gây mất trật tự trên địa bàn, nhiều lần bị chính quyền và công an khu vực nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm. Vì Dũng không đánh lớn, chỉ đánh nhỏ nên chính quyền địa phương khó xử lý. Người dân cho biết ở địa phương, Dũng sống hòa đồng với mọi người, không có hiềm khích gì lớn với bà con hàng xóm. Anh ta luôn chịu khó, nhiệt tình tham gia giúp đỡ khi những gia đình trong khu có việc lớn như ma chay, cưới hỏi. Vì vậy, khi biết tin Dũng là nghi phạm chính sát hại bốn bà cháu nhà dì ruột của vợ, ai cũng bất ngờ. Người trong vùng vốn đã xôn xao, thương xót về vụ bốn bà cháu bị sát hại, nay lại càng hoang mang hơn khi nghi phạm chính lại ở ngay sát nhà mình. Chia sẻ về ngày vụ thảm sát diễn ra, bà Nghĩa kể, tối 23 tháng 9, mọi việc trong nhà diễn ra bình thường. Buổi chiều, Dũng đón vợ đi làm về, cả nhà cùng ăn cơm.
Tối hôm đó đám thanh niên quanh đấy đến đánh bài nên mọi người đi ra đi vào cũng nhiều. Bà Nghĩa lại nằm trong phòng riêng nên không biết anh này có đi ra ngoài hay không. Sáng 24 tháng 9 khi ngủ dậy, bà Nghĩa đã thấy con trai chuẩn bị đưa vợ đi làm. Khi về, Dũng còn làm nhiều việc vặt khác trong nhà. 13 giờ cùng ngày, công an đến rất đông. Lúc này Dũng và nhiều người khác đang ngồi đánh bài trong nhà. Khi công an vào nhà tìm thì Dũng đã trốn ra ngoài lúc nào không biết. Từ đấy đến giờ, bà Nghĩa không có tin gì về con cho đến khi thấy người dân và cơ quan điều tra đi tìm bắt Dũng. Bà Nghĩa khóc, bỏ dở câu nói. Giờ tôi già rồi, lẽ ra chết đi còn hơn phải ngồi nhìn cảnh người ta quây bắt con mình thế này. Tôi đau lòng lắm, nó hai lần tù rồi. Theo người thân Doãn Trung Dũng, trước thời điểm bốn người trong gia đình chị Thanh bị sát hại vào đêm 23 tháng 9, nghi phạm bán cho chị Thanh hai con chó. Ông Nguyễn Văn San, bác của Dũng chia sẻ, sau khi bán xong thì vợ chồng Dũng còn ăn cơm ở nhà Thanh. Bình thường khi có người lạ vào nhà, hai con chó này sủa rất to và rất dữ. Nhưng không hiểu vì sao, đêm hôm xảy ra vụ việc, chúng không hề sủa. Người giáo viên về hưu cho biết, áp lực từ dư luận đè lên gia đình bà rất lớn bởi các nạn nhân vụ án lại là dì ruột và các cháu của vợ Dũng. Giờ khi chưa gặp được con, bà không thể biết có thật là Dũng làm vậy hay lý do nào khiến bi kịch này lại xảy ra. Khoảng 21 giờ tối 26 tháng 9, nghi phạm Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, bị tình nghi giết 4 người ở Quảng Ninh, đã bị lực lượng Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết hợp cùng với Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ tại Hải Phòng khi hắn mò về nhà mẹ đẻ ở Hải Phòng. Ngay sau khi đối tượng Dũng bị bắt, lực lượng công an đã dẫn giải đối tượng này về công an huyện Thủy Nguyên để lấy lời khai ban đầu. Tại đây, đối tượng Dũng đã khai nhận hành vi giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh. Theo lời khai rùng rợn ban đầu của đối tượng Dũng, thì tối hôm xảy ra vụ thảm sát, Dũng đến nhà chị Vũ Thị Thanh, sinh năm 1983, trú thành phố Uông Bí để vay tiền, trả nợ do thua cờ bạc. Nhưng bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1955, mẹ đẻ chị Thanh, nói không có tiền để cho Dũng vay. Sau đó do tên này là con cháu trong gia đình nên bà Hát mời Dũng ở lại ăn cơm và ngủ lại nhà. Bà Hát còn đưa cho Dũng một chiếc chiếu để ngủ trên ghế. Cũng theo lời khai của Dũng thì ở nhà chị Thanh, Dũng rất ghét bé trai Phạm Đình Hưng sinh năm 2007 với lý do là đáng lẽ phải gọi Dũng bằng bác nhưng lại gọi bằng chú nên Dũng rất bực mình về việc này. Đang đêm cháu Hưng đi vệ sinh thì gặp Dũng. Do tức tối từ trước nên Dũng đã hằm hè với cháu Hưng và xảy ra xô xát. Sau đó Dũng dùng thanh gỗ của lan can cầu thang đánh cháu tại giường ngủ. Khi đánh cháu Hưng thì cháu Phạm Thu Hà sinh năm 2008 nằm ngủ trên giường bên cạnh tỉnh giấc và gào khóc. Dũng đã lôi cháu Hà ra ngoài dùng con dao luôn thủ sẵn trong người đâm cháu Hà và dùng cây gỗ của lan can đánh chết cháu Hưng. Sau đó Dũng đem thi thể cháu Hưng xuống bếp và cứ đứng ở đó cho đến gần sáng. Đến gần sáng bà Hát xuống bếp mở cửa thì thấy Dũng đang đứng ở trong bếp. Sau khi tìm kiếm ở bếp, bà Hát hốt hoảng thấy thi thể của bé Hưng nằm ở trong bếp, liền kêu gào thì Dũng dùng cây gỗ đánh chết bà Hát. Bé Vũ Khánh Huyền sinh năm 2013, cháu ruột chị Thanh đi theo bà Hát gào khóc cũng bị Dũng dùng cây gỗ đánh chết. Sau đó Dũng bỏ ba thi thể vào một chỗ. Sau khi thực hiện hành vi thú tính giết bốn bà cháu, Dũng lên nhà để lục đồ đạc nhưng không thấy thứ gì nên Dũng quay lại bếp tháo đôi khuyên tai của bà Hát. Dũng bỏ trốn ra bờ sông do bị truy nã gắt gao từ lực lượng công an và do các chốt cầu đã bị lực lượng công an đón lõng nên Dũng đã trốn sang huyện Thủy Nguyên của Hải Phòng. Sang Thủy Nguyên, hắn vào một nhà người dân và nói rằng mình đang bị một nhóm chủ nợ truy sát, xin cho ở nhờ. Do biết Dũng là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, luôn có hung khí trong người nên lực lượng công an Hải Phòng do một phó giám đốc công an chỉ huy cùng phòng cảnh sát hình sự công an Hải Phòng và các lực lượng của công an tỉnh Quảng Ninh đã dùng các biện pháp nghiệp vụ tác động để đối tượng Dũng ra khu vực chân cầu Bính là nơi vắng người để bắt. Bằng sự dũng cảm và mưu trí, các lực lượng công an đã bắt thành công đối tượng Dũng mà không để ảnh hưởng đến người dân và lực lượng công an làm nhiệm vụ. Theo Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng, nhiều ngày qua các lực lượng công an đã miệt mài quên ăn, quên ngủ, theo dõi và truy bắt đối tượng Dũng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt thành công đối tượng chỉ sau một thời gian ngắn phát lệnh truy nã đặc biệt, đảm bảo an toàn cho người dân và cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Cũng theo Thiếu tướng Ca, lời khai ban đầu của Dũng cho biết thì chỉ có một mình Dũng gây án, chứ không có đối tượng thứ hai như các thông tin đã đưa. Đến khoảng 23 giờ đêm 26 tháng 9, đối tượng Doãn Trung Dũng được di lý về công an tỉnh Quảng Ninh để tiến hành điều tra tiếp. Lời khai rợn người của nghi phạm thảm sát 4 bà cháu. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, công an thành phố Hải Phòng và công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại thành phố Uông Bí, nghi phạm trong vụ thảm án sát hại dã man 4 bà cháu ngày 24 tháng 9 vừa qua.
Nguồn tin từ một trinh sát tham gia bắt giữ nghi phạm cho biết, vào tối ngày 26 tháng 9, khi nghi phạm Doãn Trung Dũng vừa đi xe taxi từ khu vực xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng về khu vực gần chân cầu Bính, huyện Thủy Nguyên thì bất ngờ bị các trinh sát hình sự bắt giữ. Khám xét tại chỗ, trong người Dũng thấy có thuốc độc. Sau khi được đưa về trụ sở khai thác nhanh ban đầu, nghi phạm Doãn Trung Dũng gây ra vụ thảm án gây chấn động dư luận đã được công an tỉnh Quảng Ninh di lý về địa phương. Được biết, chiều 23 tháng 9, Doãn Trung Dũng đến nhà chị Vũ Thị Thanh là chị họ của Dũng. Dũng lấy con gái của người phụ nữ là em của bà Nguyễn Thị Hát, mẹ của chị Vũ Thị Thanh và là một trong bốn nạn nhân của vụ thảm án để hỏi vay 20 triệu đồng nhưng không được. Bà Nguyễn Thị Hát đã giữ Dũng ở lại ăn cơm với gia đình. Sau đó Dũng ngủ lại qua đêm ở dưới thảm ở nền nhà tầng 1. Hai con chị Vũ Thị Thanh là Phạm Đình Hưng sinh năm 2007 và Phạm Thu Hà sinh năm 2008 ngủ cùng một phòng. Bà Hát cùng cháu Vũ Khánh Huyền sinh năm 2013, con của chị gái chị Thanh ngủ ở một phòng khác. Do sử dụng ma túy đá từ chiều 23 tháng 9 nên Dũng không ngủ được. Đến đêm, khi thấy cháu Hưng dậy đi vệ sinh, quay trở về giường ngủ thì bất ngờ bị Dũng dùng dao bầu đã thủ sẵn đâm chết. Lúc này thấy tiếng động, cháu Phạm Thu Hà tỉnh dậy thì bị Dũng bóp cổ không cho kêu. Sau đó Dũng thả tay ra nhưng cháu bé lại kêu khóc, liền bị Dũng lôi xuống khu vực nhà tắm ở dưới bếp để sát hại. Xuống tay sát hại cả hai cháu bé có quan hệ họ hàng với mình xong, Dũng không bỏ trốn mà tiếp tục ngủ tại tầng 1. Đến rạng sáng ngày 24 tháng 9, bà Hát tỉnh dậy đi vệ sinh thì phát hiện cháu gái nằm chết cục trên vũng máu ở khu vực dưới bếp. Bà Hát liền kêu thất thanh nhưng đã bị Dũng dùng chày đập nhiều nhát và đâm hai nhát khiến bà tử vong ngay. Phát hiện thấy cháu Vũ Khánh Huyền tỉnh giấc, chạy xuống dưới bếp theo bà Hát, Dũng lại tiếp tục dùng chày ra tay tàn nhẫn, dã man, cướp đi sinh mạng của cháu bé mới 3 tuổi. Sau khi cướp đôi hoa tai của bà Hát, lục lọi tủ không lấy được gì, Dũng về nhà tắm rửa và cho quần áo dính máu vào máy giặt, hòng xóa dấu vết. Cả ngày 24 tháng 9, Dũng vẫn ở nhà bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Chiều cùng ngày, khi Dũng đang ngồi với vài người hàng xóm tại nhà của mình, thấy lực lượng công an xuất hiện, Dũng đã trèo qua rào bỏ trốn, sau đó hắn trốn về Hải Phòng thì bị bắt. Như tin đã đưa, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 9, chị Vũ Thị Thanh, chủ hộ gia đình, đi làm ca về thì phát hiện mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát sinh năm 1955 cùng hai con nhỏ là cháu Phạm Đình Hưng sinh năm 2007, Phạm Thu Hà sinh năm 2008 và cháu ruột là Vũ Khánh Huyền sinh năm 2013 nằm chết gục trên vũng máu trong nhà của gia đình. Khắp người các nạn nhân đều có vết đâm chém, trong nhà có xáo trộn và có dấu hiệu lục lọi. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ thảm án sát hại dã man bốn bà cháu cùng các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập được, cơ quan điều tra nhận định có cơ sở xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chiều cùng ngày 24 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự giết người cướp tài sản để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Ngày 25 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Doãn Trung Dũng là đối tượng tình nghi trong vụ thảm án sát hại dã man bốn bà cháu. Ngày 26 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Doãn Trung Dũng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự PC45 Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thành phố Uông Bí, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh cùng lực lượng Công an các tỉnh, thành phố lân cận cũng vào cuộc để truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng này.